đoàn kiểm tra phải mẫu mực, đi xuống mà lại lằng nhằng nọ kia, thì nó lại mời các bác đánh chén nữa, hay là mời các bác có cái phong bì rồi về các bác qua đi xem. Kể cả thanh tra kiểm toán cũng thế, tôi nói nhiều lần rồi, kiểm tra kiểm toán phải liêm, phải sạch thì mới kiểm tra được người ta, phải như ông Bốc. Không phải một người đâu móc gặp với nhau, từ bí thư tỉnh ủy cho đến chủ tịch tỉnh, cho đến cán bộ các cấp, mà còn móc với cả những ông nào trên trung ương nữa. Cứ làm từng bước từng bước. Gia đình vợ con anh vướng vào, anh tìm mọi cách anh không được. Tôi phải nói thẳng, nói thật như thế. Anh vướng vào quan hệ thân quen, anh tìm mọi cách anh bênh che, anh muốn là xóa nhẹ nó đi, không được. Cá nhân anh dính vào đấy mà anh có cái động cơ gì nữa. Cái đoàn kiểm tra phải mẫu mực. Hãy